Hai chị em xuống tầng 1 phải đeo khẩu trang mà con. Nếu chưa chị xuống tầng 1 thì phải nhắc em phải đeo khẩu trang thôi nha, không được cho em bỏ khẩu trang vào đâu nha. Có lúc vì mải chơi nên Đình Anh quên mất việc phải đeo khẩu trang trước khi ra nơi công cộng. Rồi có khi vì chơi xong quá mệt nên cậu bé 6 tuổi chưa nhớ phải rửa tay sát khuẩn ngay khi về nhà. Hai chị em không rửa tay à con? Đi rửa tay nha chứ. Con, đi ra rửa tay đi. Vì con đang ở độ tuổi hiếu động nên dù những bài học phòng dịch đã quen thuộc trong hơn 2 năm qua, nhưng những ngày này khi số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh, chị Quế vẫn phải thường xuyên liên tục nhắc nhở và hướng dẫn lại con. Con có bỏ khẩu trang xuống cằm không? Không. Quyết tâm phòng dịch à? Quyết tâm phòng dịch. Không chỉ nâng cao ý thức phòng dịch cho các con, giúp trẻ bình tĩnh chủ động khi không may nhiễm bệnh cũng đang là nỗ lực của nhiều phụ huynh. Như gia đình chị Quỳnh, hai cậu con trai 6 và 10 tuổi không tránh khỏi những sợ hãi khi mắc COVID-19. Khi con nghe thấy bố mẹ thông báo là con bị COVID, con rất là lo lắng. Và con cũng phải sợ là bị sốt, này bị ho. Và con phải ở nhà tận 3 tuần, không thể ra ngoài chơi với các bạn được. Để các con không hoang mang, ngoài việc điều trị, chăm sóc sức khỏe theo hướng dẫn của y bác sĩ, chị Quỳnh cũng duy trì các hoạt động giúp con thoải mái tâm lý để nhanh chóng bình phục. Ngủ dậy thì cả nhà cùng đi bộ quanh nhà, hoặc là đi du lịch qua các căn phòng. Sau đấy thì trưa ăn cơm nghỉ ngơi, ngủ ngơi một lát. Buổi chiều dậy thì có thể là cùng các bạn đọc sách. Những buổi tập yoga của ba mẹ con, những điệu nhảy tự do hay đơn giản là cùng nhau đọc một cuốn sách đã giúp chị và các con bình tĩnh chủ động vượt qua nỗi lo khi cả nhà là F0.